Em giao trà sữa chị Linh ơi. Ê mẹ, đau quá, đau quá. Mắt tôi, Anh Tính, mắt anh đau quá. Trời, sao mà nghe mùi ớt không vậy? Ai tạt ớt anh hả? Anh không biết nữa, tôi mày hả anh? Trời ơi. Anh ăn đi, rồi chiều em ghé em đưa đồ ăn chiều cho. Cảm ơn mày nghe. Mà chiều anh tự nấu cơm được. Anh bị con mắt chứ có phải bị tay chân gì đâu mà không cử động được. Trời, bác sĩ mới dặn là anh nghỉ ngơi đi cho mắt nó mau khỏe. Em đi ship quán này quán nọ, chứ lẽ không mua anh được phần ăn. Cảm ơn mày nhiều nghe. Công nhận tao bị vậy có mày đỡ lắm luôn á Bách. Thật ừ, anh em shipper với nhau không khách sáo quá. Mấy lần trước em gặp nạn anh cũng cứu em không chứ đâu. Ủa, nhưng mà anh biết ai phá anh chưa? Chưa, hôm bữa nó bịt mặt bịt mũi có thấy đâu, lúc nó kêu anh cái anh quay lại nó tạt hết nước ớt vô mặt anh rồi, thấy được gì đâu. Ôi, tụi nó ác thiệt luôn á, hơi là anh đi bệnh viện kịp, nó không lặn mắt hết xài luôn. Mà thôi chắc em đi ship đây, có gì vậy chị em ghé được đặng chiều cho nha. Cảm ơn nhiều nha. Ngồi nha. Mày mới đi đâu vậy? Hả? Em đâu có đi đâu đâu, em chỉ đi cà phê với bạn thôi mà. Ây ơi. Sợ không hả mày? Anh ơi. Tao tới mấy cái quán mày ghé tao không thấy. Hả? Anh ơi, bỏ mày ra đi. Tao vai đỏ đúng không? Em đau quá à, anh bỏ ra đi. Mày biết đau. Mày biết đau sao mày phản tao mày đi gặp nó? Hả? Không có, em không có. Anh phải tin em chứ. Hôm bữa anh kêu em đó, tạt nước ớt vô mặt ảnh. Để chứng minh em cũng làm rồi mà. Anh tin em đi nha. Bây giờ mắt của anh bị phỏng rồi, anh còn muốn cái gì nữa? Mày mới nói cái gì? Ừ. Mày không đi gặp nó sao mày biết tình hình của nó được hay vậy hả? Ừ. Mày còn yêu nó lắm chứ gì? Hả? Anh đừng có đánh em nữa. Bây giờ anh muốn em làm cái gì em cũng làm á. Mày nói cái gì? Mày nói gì mà nói lời tao nghe coi. Mày nói là tao kêu mày làm cái gì mày cũng làm đúng không? Ừ? Vậy thì mày chứng minh thêm lần nữa đi. Mày chứng minh với tao là mày căm thù nó lắm, mày hận nó lắm, vậy tao mới tin mày. Mày dám làm không? Dạ, em làm, em làm mà. Đúng rồi. Alo. Anh trai ơi. Em tới cái chỗ anh nói nè, cái chỗ công trường nhưng mà cứ cưa âm sùm vậy nè. Dạ. Đi thẳng rẽ trái rẽ phải nữa hả? Qua khỏi công trường đang cưa đúng không? Rồi, cảm ơn anh trai. Dạ. Cưa ồn ào dễ sợ luôn kìa. Trời, cái gì mà thúi dữ vậy nè? Chứ giờ sao? Không lẽ giờ tao lấy dầu thơm tao tạt cho mặt nó hả? Biết cái này gì không? Nước thải hữu cơ. Thay vì cái này rớt xuống hố ga thì tao muốn cái này bay vô mặt thằng bồ cũ của mày. Mày hiểu không? Ừ? Bây giờ mày mà dám tạt nó là tao tin mày không thương nó nữa. Thằng đi, nhanh lên. Sao? Không dám hả? Tạt lẹ đi. Hay là mày còn thương nó? Qua đó mày đứng đợi sẵn đi. Nó qua tới bây giờ đó. Lên. Bắt.
cũng không quen cái loại người mày đâu. Mày dám tạt tao hả? Mày ê, dừng tay lại mày. À hai đứa bay hả? Nó không tạt mày tao quất mày luôn. Dạy nó ai mắc dạy? Mày mới là thằng mắc dạy đó. Chẳng những mắc dạy còn biến thái nữa. Tao biết chính mày là người xối mấy nhiêu tạt ớt mặt tao là con. Anh Tính. Ủa gì? Em tới đây có gì không? Ngồi xuống đi. Mắt anh còn đau không vậy? Mắt anh cũng còn đau. Nhưng mà sao biết mắt anh bị gì mình tới thăm? Thật sự là em là người tạt nước anh đó. Tại sao em làm vậy? Anh đâu có làm gì em đâu. Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Do người yêu của em đó, nó bắt ép em phải làm vậy. Nó bị biến thái lắm. Nó cứ nghi ngờ là em còn tình cảm với anh, cho nên nó bắt em phải làm cách đó để chứng minh. Nhưng mà nếu mà em không làm á, là nó sẽ đánh em bầm dập hết cả người. Rồi em định chịu đựng tới bao giờ? Rồi một ngày nào đó nó sẽ phép em làm những điều còn ghê hơn điều này nữa kìa. Vậy anh có cách nào giúp em giải thoát không? Cách duy nhất là đưa lên đồn công an. Bây giờ á, em đừng có nhìn nó nữa. Em chống lại nó đi. Anh hứa với em, anh sẽ có cách. Sao vậy anh trai? Sao yêu đương gì mà thiếu tự tin vậy? Đã vậy còn bắt ép con người ta làm bậy chung với mình nữa. Nhưng làm được một lần thôi. Làm lần thứ hai á, đừng có trách. Rồi sao? Mày làm cái gì tao? Mày làm cái gì tao? Hả? Mày làm cái gì? Mày đánh tao? Ây da, ây da. Nè, chẳng những tao đánh mày, tao đưa mày lên phường nữa con. Tao đưa mày lên phường vì tội hành hung người khác. Rồi bắt ép con gái người ta đi phạm pháp. Con bỏ điều đó là ở tù một trong hay con? Mày là thằng nào hả? Nếu mà thằng Tâm muốn biết thì tao cũng không trả lời. Nói cho mày biết, tao là tính shipper. Vậy là tính shipper không có gì là khó. Bằng chứng nó có, nó đuổi nó chuyện mày.